Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay các em sẽ học chủ đề ném bóng thể thao tự chọn bộ môn cầu lông. Ở một nơi đồng quê bát ngát, xoay cổ, cũng có hai chị em sẽ xoay từ trái sang phải, từ thua âu thơ tấm đa mê với hơi ấm tay mẹ sẽ bố này tấm thân này tìm giữa thác về nơi ấm tay sinh ra trong gia đình cô đã có vợ thương thay cho thân phận đời cô tâm vui cho hay xa là giống cho hay la cả không quan tâm ai trời ơi con cá lừa đóng lấy hết cá tôm một mình cá mắp ôm chuyến công về nhà tâm ơi chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đổi chiều. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đổi chiều. Ba, cơ vai, hai tay nắm hai chục vai, chi từ sau các bước nhau. Hai, chiều 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ tư, xoay cánh tay từ sau ra trước đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi chiều 2 2 3 xây hông nơi từ trái sang phải bắt đầu thì có hai chị em hai ba bốn năm sáu bảy tám đổi chiều hai hai ba bốn năm sáu bảy thôi sáu lấy hết cổ tay cổ chân bắt đầu một hai ba năm sáu bảy tám đổi chân ở chiều tay hai hai ba bốn năm sáu bảy thôi bông 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 lên ăn cơm và cơm bạc nhà ta bông 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 chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người bông 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 lên ăn cơm và cơm bạc nhà ta bông 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 chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Tiếp theo các em thực hiện các động tác căng cơ, mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp, thực hiện bên trái 8 nhịp, sau đó đổi sang bên phải cũng thực hiện 8 nhịp. Các em nhìn theo hình và chúng ta thực hiện theo nhé. Động tác thứ nhất, căng cơ tay vai trước, các em thực hiện bên tay trái trước, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 2, các em thực hiện căng cơ tay vai sau, thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi tay 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ 3 là động tác nghiêng lườn, các em thực hiện bên phải trước. Nghiêng lườn bên phải bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 đổi bên 2 2 3 4 5 6 7 thôi.
động tác thứ tư là động tác cầm thân. Chúng ta em cúi người xuống và chúng ta giữ hai lần tám nhịp đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi. Như vậy là các em vừa mới khởi động xong. Sau đây chúng ta sẽ vào nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó là ôn kỹ thuật ném bóng một tay trên vai. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai từ 3 cho đến 5 lần. Tư thế chuẩn bị: tay thuận cầm bóng co tự nhiên trên vai, khuỷu tay gập, tay không cầm bóng đưa ngang vai, bàn tay duỗi thẳng định hướng góc ném, thân trên thẳng, hai chân đứng trước sau, mắt nhìn theo hướng ném. Về cách thực hiện, tay thuận đưa bóng từ sau ra trước và ném, vai và hông cùng chuyển động về trước theo hướng ném, chân sau có thể bước lên một bước để giữ thăng bằng. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện kỹ thuật này 3 cho đến 5 lần cho thuần thục. Về hoàn thiện kỹ thuật ném bóng, tiếp theo các em ôn trò chơi ném vào mục tiêu. Mục đích: phát triển sức mạnh tay, ngực, tinh thần đồng đội. Dụng cụ: túi cát, hai cột để căng dây, dây dù hoặc dây thun, phấn viết. Cách thực hiện: người chơi chia thành các nhóm, lần lượt mỗi bạn cầm túi cát đứng sau vạch giới hạn và ném qua dây cao sao cho túi cát rơi đúng vào khu vực quy định. Mỗi bạn sẽ có 3 lượt ném, mỗi lượt ném vào đúng ô quy định được 1 điểm. Điểm của nhóm bằng tổng điểm của các bạn trong nhóm. Nhóm nào có số điểm cao nhất là chiến thắng. Các em quan sát hình vẽ trò chơi ném vào mục tiêu. Nội dung thứ tư ngày hôm nay là các em học thể thao tự chọn môn cầu lông. Đầu tiên là các em ôn lại kỹ thuật cầm vợt. Có hai cách cầm vợt: cầm vợt đánh cầu thuận tay và cầm vợt đánh cầu nghịch tay, hay còn gọi là trái tay. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện nhiều lần cho thuần thục. Nội dung thứ hai của thể thao tự chọn môn cầu lông, đó là các em di chuyển đơn bước trong môn cầu lông. Các em xem video clip ở slide tiếp theo và thực hiện theo thao nhé.
Tiếp theo các em ôm tư thế chuẩn bị đánh cầu lông. Có hai tư thế, đó là tư thế đánh cầu lông thấp và tư thế đánh cầu lông cao. Các em quan sát video clip ở slide tiếp theo và thực hiện theo. Sau đây thầy xin giới thiệu với các em các tư thế chuẩn bị cơ bản trong nội dung môn cầu lông ta đang học. Trong nội dung cầu lông thì sẽ có hai tư thế chuẩn bị cơ bản. Tư thế chuẩn bị thứ nhất là chân trước, chân sau. Tư thế chuẩn bị thứ hai là hai chân song song. Về cách thực hiện của hai tư thế chuẩn bị này, các em chú ý. Thứ nhất, tư thế chuẩn bị chân trước chân sau. Chúng ta đứng chân trước chân sau, sao cho chân cùng bên tay cầm vợt đặt phía sau. Chân cùng bên tay còn cầm cầu chúng ta đặt phía trước, trùng gối chân trước, trọng tâm đổ về phía trước, chân sau duỗi thẳng tiếp đất bằng cả bàn chân hoặc mũi chân, tay cầm vợt đưa ra phía trước sao cho mặt vợt ngang với tầm mắt, đồng thời mặt vợt hơi úp nghiêng so với mặt đất, tay còn lại chúng ta để tự nhiên, mắt nhìn thẳng quan sát phía trước. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Đó là tư thế chuẩn bị thứ nhất, chân trước chân sau. Tư thế chuẩn bị thứ hai, hai chân song song. Cách thực hiện như sau. Hai chân chúng ta bước sang ngang, rộng bằng vai hoặc có thể rộng hơn vai. Trùng gối hai chân, trọng tâm dồn đều hai chân. Tay cầm vợt đưa ra phía trước, sao cho mặt vợt ngang với tầm mắt và mặt vợt hơi úp nghiêng so với mặt đất. Tay còn lại chúng ta để tự nhiên, mắt nhìn thẳng phía trước. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Tiếp theo, các em sẽ học kỹ thuật đánh cầu đơn bước thấp tay bên nghịch, hay còn gọi là bên trái tay. Cô xin nêu lại định nghĩa đánh cầu lông thấp tay là gì. Đánh cầu lông thấp tay là kỹ thuật đánh cầu khá đơn giản và dễ dàng để luyện tập, được thực hiện với động tác đánh cầu ở thấp dưới vai. Cũng tương tự như những kỹ thuật đánh cầu khác thì đánh cầu thấp tay được chia thành hai loại, đó là đánh cầu lông phải thấp tay và đánh cầu lông trái thấp tay. Ngày hôm nay các em sẽ học kỹ thuật đánh cầu lông trái thấp tay. Về phần thực hiện, người chơi di chuyển về hướng cầu đến. Khi dừng lại để đánh cầu thì tay người chơi cầm vợt và chân cùng phía đã ở phía trên. Người hơi xoay nhẹ về bên trái, trọng tâm dồn về chân trước. Đầu vợt dốc ở bên trái, góc được tạo bởi cẳng tay và cánh tay khoảng 100 cho đến 110 độ để thực hiện cách đánh cầu lông thấp tay. Dùng lực của toàn thân, cánh tay và cổ tay để đánh cầu đi. Khi đánh cầu thì phối hợp chuyển động người trái ra trước, tiếp xúc giữa vợt và cầu ở ngang đầu gối thẳng mũi. Cần sử dụng sự linh hoạt của cổ tay để thay đổi góc độ, làm vợt thay đổi hướng và tâm đi của cầu. Sau đó các em nhanh chóng trở về vị trí ban đầu để chuẩn bị. Nội dung thứ 5 trong môn thể thao tự chọn cầu lông là các em học một số điều luật cơ bản trong môn cầu lông. Ngày hôm nay các em sẽ học lỗi trong luật chơi cầu lông.
Lỗi thứ nhất, nếu giao cầu không đúng luật hoặc quả cầu bị mắc, giữ lại trên lưới hay được đánh bởi đồng đội. Lỗi thứ hai, nếu cầu rơi ngoài các đường biên, bay xuyên qua hoặc dưới lưới, không qua lưới, chạm trần, chạm vào người hoặc quần áo vận động viên. Lỗi thứ ba, quả cầu bị dính trên vợt, được đánh hai lần liên tiếp bởi cùng một vận động viên. Quả cầu chạm vào đầu vợt và khu vực đan lưới với cùng một cú đánh thì không coi là lỗi. Cầu được đánh hai lần bởi một vận động viên và đồng đội hoặc chạm vào vợt mà không bay qua phần sân đối phương. Lỗi thứ tư, nếu một vận động viên chạm vợt, thân, quần áo vào lưới hoặc các vật đỡ lưới, xâm phạm sân đối phương bằng vợt hay thân, xâm phạm sân đối phương ở dưới lưới khiến đối phương mất tập trung hoặc cản trở đối phương. Lỗi thứ năm, làm đối phương mất tập trung bằng cử chỉ hoặc la hét hay bất kỳ hình thức nào khác, làm ảnh hưởng đến tiến độ trận đấu, gián đoạn trận đấu. Nội dung thứ hai trong một số điều luật cơ bản của môn cầu lông, đó là cầu ngoài cuộc. Một quả cầu ngoài cuộc là khi cầu chạm vào lưới hay cột lưới và bắt đầu rơi xuống mặt sân phía bên này lưới của người đánh, chạm mặt sân hoặc xảy ra một lỗi hay giao cầu lại. Các em quan sát hình vẽ. Phần nội dung bài học đã kết thúc. Sau đây cô có một số câu hỏi củng cố bài. Các em làm bài tập củng cố trên hệ thống lớp học kết nối. Câu hỏi số 1. Giao cầu không đúng luật hoặc quả cầu bị mắc, giữ lại trên lưới có tính là lỗi hay không? Câu hỏi thứ 2. Quả giao cầu lại do ai quyết định? Câu hỏi thứ 3. Làm đối phương mất tập trung bằng cử chỉ hoặc la hét hay bất kỳ hình thức nào khác làm ảnh hưởng đến tiến độ trận đấu, gián đoạn trận đấu, điều đó là lỗi đúng hay sai? Câu hỏi thứ tư, một vận động viên chạm vợt, thân, quần áo vào lưới hoặc các vật đỡ lưới, xâm phạm sân đối phương bằng vợt hay thân vợt là phạm lỗi đúng hay sai? Câu hỏi thứ năm, cầu được đánh hai lần bởi một vận động viên và đồng đội có tính là lỗi không? Sau đây là phần bài tập về nhà. Thứ nhất, các em thực hiện nhiều lần hoàn thiện kỹ thuật ném bóng, phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật ném bóng với 4 bước đà cuối. Thứ hai, thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, tiến một bước bên phải, bên trái, lùi một bước bên phải, bên trái, tiến một bước ra trước nhiều lần. Thứ ba, thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu lông phải trái thấp tay nhiều lần cho thuần thục. Thứ tư, tuần 14, các em kiểm tra thường xuyên cột số 2, nội dung ném bóng và ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.